bên kia có còn mắt buồn. Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em còn trong ta cả một trời, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa. Em dành dụ cả một đời khi ra mâm pháo nữa đâu. Chị đừng kỷ luật em nhá. Không không, em đeo đẹp lắm. Đeo vào đi em, đeo vào đi. Ừ thế. Lên lên tàu. Nhà bác toàn là em thôi. Và mẹ là các anh nấu, nấu thức ăn, rồi xem các anh câu cá, rồi đánh chuối ngồi ở cái chỗ này này. Còn khi đương nhiên chúng ta khi chúng ta có cái triệu chứng như là khát nước uống nhiều, tiểu nhiều, sút cân thì đấy là cái triệu chứng nghi ngờ của đái tháo đường, nhưng nó ở giai đoạn